Rồi nghe không? Hôm nay chính thức là mở đường trên núi cao anh em ạ. Hôm nay tôi lại đi mở đường đây, làm ở dưới công trường ở khu tái định cư mãi rồi, do mưa gió không làm được. Hôm nay tranh thủ lại lên núi kiếm ăn. Đây, bây giờ là tôi đang mở đường đấy anh em. Đây, từ sáng giờ tôi đã mở được cái này đấy, anh em ạ. Quay cho anh em xem. Đấy, dưới là làng bản. Đấy, từ sáng giờ tôi đi mở được cái này đường anh em ạ. Hello anh em, hello, xin chào bạn Hữu Lập nhé. Vì hôm nọ bạn trả lời bình luận của bạn ấy, bạn hỏi nó cũng gãy góc nên là trả lời chưa đúng cái ý trọng tâm mà bạn muốn hỏi. Ý bạn muốn hỏi là tôi mua máy làm thì có thấy bị áp lực và có thấy tức là ý bạn là mua máy làm thì anh thấy áp lực hoặc là có thấy như thế nào ấy, thì ý bạn muốn hỏi như thế gì. Thì tiện đây thì tôi cũng trả lời cái ý bạn muốn hỏi. Nói chung về làm máy mua để mình đang đi lấy thuê, xong mà mình vay mượn ngân hàng, rồi vay mượn linh tinh ở ngoài, vay mượn là phải trả lãi thì là làm rất là áp lực đấy bạn. Lúc máy có việc đều ấy, thì không sao, ok. Nhưng lúc tháng mưa gió ít việc ấy, thì là cũng cả một vấn đề đấy, lo lắng đấy. Thì tôi cũng tiện đây gọi là tâm sự với đấy bạn luôn và nói chuyện với tất cả mọi người luôn. Đấy, nó câu chuyện là nó như là thế này. Ngày xưa tôi đi lái thuê, tôi lái thuê cho một người em cũng ngày xưa đi làm ở máy ở các công trình, là tôi cũng gặp em ngày xưa, em cũng lái thuê thôi. Sau rồi em mới mua một con máy phần với một ông anh nữa. Thì tôi đi lái thuê cho con máy tôi đang làm đấy. Thì tôi đang lái con máy tôi đang làm là hai anh em đó chung nhau. Sau thì em mới bảo là hay là anh chung cổ phần vào đây, anh em mới cùng làm cùng chia. Thì tôi nghĩ vậy thì đi vào thì đóng góp cổ phần vào. Thì tôi đóng góp cổ phần vào hơn 200 một tí. Lúc ấy con máy định giá là 650 không? Thì 200 mấy triệu ấy. Thế thì tôi góp cổ phần vào thì em nhờ tôi lái luôn. Tôi lái và tôi sổ sách luôn. Thế thì tôi nhận tôi cổ phần vào đấy thì tôi lái và tôi sổ sách luôn, cứ cuối tháng chốt sổ là đếm tiền thôi. Thì công việc thì mới đầu thì mình đi lái thuê thì em đi chung máy thì em có công việc, thì công việc em mới tìm em mới nhận. Thì tôi cứ đi lái, hỏng hóc cái gì thì anh em cùng sửa chữa. Đi làm thì cứ tèng thế, tháng nọ bù tháng kia, nhưng mà tính ra thì cũng chả ăn thua mấy anh em ạ. Cả lương lái, cả cổ phần của mình ở máy thế vào tháng cũng chỉ được hơn chục thôi. Thế tôi nghĩ kiểu này không ăn thua, làm cái này chả ấy. Tôi về tôi mới bàn với lại bà xã nhà tôi, tôi hỏi ý kiến bà nội, hỏi ý kiến bố mẹ tôi ấy,
đang bán đi một lô đất để lấy vốn làm ăn. Lấy tiền để tôi lấy lại con máy đó mọi người. Thì lúc con máy đó này định giá lại 600. Thế thì trong thời gian đấy chờ đợi bán được đất thì tôi vẫn cứ đi làm con máy đó. Rồi bán được đất xong thì tôi lấy 400. Và trong tôi có 200 nữa thì 400 thì tôi cổ phần đã hơn 200 rồi. Bỏ vào đấy 400 nữa thì tôi lấy lại con máy đấy. Tôi về tôi đi làm. Còn thì tôi lấy máy về đi làm thì làm nhà dân thì toàn tiền ngay và luôn rồi. Thì tôi đi lái thuê mãi ở khu đấy mãi thì sau tôi quen hết rồi. Sau là mình cũng tự tìm việc mình đi làm thì nói chung là lúc mình một cái lực lượng mình một chiến mã mình làm thì ok, mình làm ngày làm tối cứ có việc là triển chiêu thôi. Thì lúc mình mới mua máy thì còn chưa biết chỗ nguồn việc như thế nào thì ngày xưa đi làm mãi thì có quen các cái loại cai máy xúc ấy, mình có số sẵn ở trong máy rồi nên là mình cứ điện thôi. Ngày xưa ông nào hay dặn máy mình đi làm là mình điện trên đây có việc hay không, chỗ ông chỗ A chỗ B chỗ C anh em trên đấy có việc là anh em ới, mình đi làm thì lại cắt phần trăm cho cai. Ngày xưa máy của tôi làm thì tùy theo, có chỗ thì làm 400, 500, 500, 600, có chỗ 650. Đấy. Thì làm con máy đấy được vài năm, xong thì có đợt nhận được công trình, anh em nhận được công trình trên nhiệt điện An Khánh ấy thì trên đại từ ấy thì là tôi đến đấy tôi làm được khoảng 5,5. Nói chung thì làm trên đấy là cũng kiếm được một món. Kiếm được một món thì làm trên đấy đúng là lịch sử đi làm máy xúc thì trên đấy thì nói chung là kiếm tiền là ngon nhất. Bình quân mỗi tháng kiếm được mấy xịt, có tháng cao điểm nhất làm ngày làm đêm là máy trừ chi phí dầu mỡ đi rồi ấy, mình vừa lái mình vừa ấy là có tháng cao điểm nhất làm được hơn làm được 90 triệu ấy đấy, tức là trừ dầu mỡ đi rồi. Ngày xưa nhớ làm ở trong chỗ nhà máy nhiệt điện đấy thì là bên đấy thì toàn là dân Trung Quốc, dùng người Trung Quốc xây dựng không là các kỹ thuật kỹ thuật thì mấy anh em này hay làm với nhau biết nhau. Rồi làm bên đấy thì kỹ thuật này quen biết chúng nó thoải mái. Có khi nó gọi máy đi, ngày xưa có biết nói tiếng Trung đâu, không biết nói tiếng Trung. Đi làm với kỹ thuật Trung Quốc chỉ làm dấu hiệu tay thôi, như kiểu là tả bằng tay ấy, làm bằng tay ấy. Như kiểu nói chuyện như kiểu kịch câm ấy anh em. Để làm thế nào thế nào ra dấu bằng tay ấy, như kiểu mà mấy thằng điếc nói chuyện với nhau ấy. Dần dần quen thì nó cứ bọn Trung Quốc thì nó cứ chỉ vào ra đây làm thì nó vẫy ra đây, xong rồi làm lúc nó bận cái gì xong nó bảo chờ ở đây, có khi chờ mấy tiếng đồng hồ, 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ nó mới quay lại. Mình cứ nổ ga đang đi bật điều hòa ngồi đấy chơi hoặc là nghịch điện thoại, nếu mà nó quay lại thì nó chỉ việc cho mình làm đấy. Đến cuối buổi là cứ lổ máy là tính giờ. Ngày xưa làm nhiệt điện Anh Khánh thì đấy thì cứ, nói chung là ông
ông anh ông nhận được 600.000 một giờ thì ông ấy cắt 100 còn mình lĩnh 500. Đấy. Đấy, cứ thế thôi. Đấy, làm trên đấy thì được cái là giàu ăn ít nhưng mà lại tiền này lại việc này đều đều. Lúc nào nó cần tiến độ thì làm ngày làm đêm. Thế có tháng thì làm được 90 triệu ấy. Làm hơn năm mới được kiếm được món khá, thế là làm xong công trình nhiệt điện về bắt đầu là cứ nghĩ trong bụng bảo bây giờ không làm giàu thì đến bao giờ làm giàu nữa. Thế mình nghĩ trong bụng bảo bây giờ tôi tranh thủ làm giàu thì tôi bắt đầu lại nghĩ là lại bảo đi mua thêm một con máy nữa để làm, thì mua thêm một con máy nữa để làm thì đi tìm, thế là mua em Hyundai 140 đời 2004 anh em ạ. Rồi đấy mua mất 1 tỷ để mua thêm máy thì là phải thuê thêm thợ. Thế là thuê thêm thợ thì mình thì lại chạy lung tung. Giá thuê thêm thợ thì lại phải tôi làm thợ, nhưng mà tôi để cho thợ lái con máy mới của con máy Solar 170 của tôi thì tôi vẫn nhúc nhắc tôi lái đấy. Tôi đợt đấy thì lại tôi nhận việc của máy cát, nên là máy đóng đồ ở máy cát, thế là làm thì lấy em Hyundai về làm, thì nó thằng nhà lấy em Hyundai thuê lính đánh thuê để thằng làm chán lắm anh em. Thì làm lái lon lái chưa có kinh nghiệm mấy ấy. Làm toàn bị gãy láp vỡ lồi, sửa mỗi lần sửa hết rất là nhiều tiền anh em ạ. Thế nên là cái là chán. Thế là làm được 1 năm thì con máy đấy mua về làm thì ra trả được bao nhiêu tiền cả. Thế là được 1 năm thì hôm ấy làm ở trong đấy thì do tranh chấp bị đốt hay là bị chập điện thì chưa rõ được nguyên nhân, nhưng mà tôi bị đi chiều hôm đấy như thế này. Anh em lấy máy với thằng cháu mình đi phụ đi học việc ấy. Thì làm đến 3 giờ thì bắt đầu là 3 giờ nó trời mưa, thế là mấy anh em lấy máy và cháu mình tán phét ở đấy đến tận 5:30 bắt đầu mới về, 5:30 mới về. 5:30 mới về thì bắt đầu là mình lại nhận được một điện thoại của em ơi, vào đi, vào ngay vào luôn, máy bị cháy rồi. Thế là mình đi vào thì mới gọi cho anh em vào giúp dập lửa. Thế anh em giúp dập lửa thì cháy to quá mà anh em không biết làm cách nào để dập được. Anh em cứ bơm nước lên, càng bơm vào nó lại càng cháy to. Thì mình nhìn thấy mình va chạm với cái cảnh này rồi, đã có anh em có người em đã bị từng cháy con máy giống hệt mình Hyundai. Mình thấy phun nước vào nó càng cháy to lên, mà nó cứ cháy ở chỗ bình dầu thủy lực và bình dầu diesel. Thế là mình mới bảo anh em mới bảo là mở hộp đồ lấy cà lê 17 cái búa ra phá lắp bình dầu diesel và tháo cái bình dầu thủy lực ra, bơm nước vào đó thì bơm nước vào thì nước nó chìm xuống dưới, cái dầu nó không chảy được ở dưới đít, cái chỗ tio nó bị cháy, nó thủng ra là nó có dò dầu ra cái tio ấy. Thì lúc bơm nước vào thì bắt đầu là nó bị dập tắt được, thì cái máy đấy thành đống sắt vụn anh em ạ. Động cơ những cái gì bằng nhôm ấy, lắp dàn cò bằng nhôm thì là cái gì bằng nhôm bằng đồng là nó sun hết, nó chảy ra hết, rồi các tiêu cháy rụi hết, rồi động cơ rồi bơm thủy lực nó cháy rụi hết. Đấy, chỉ còn mỗi cái gì là bằng sắt thì nó còn lại thôi. Đấy, ông cuối cùng bán là thanh lý cho anh em tẩy lỗ. Thì lúc hôm anh em tẩy lỗ lên lấy thì chở máy ra được
gần đến cái chỗ đường bê tông thì nó bị rẽ ngay ở chỗ vực, ở một khu vực, thế là tôi lại phải về bãi cát đánh con máy solar 170 của tôi ra và nhờ và anh em có một ông anh có con máy Dosan 140 ra hỗ trợ. Đấy, lúc đấy mà con phọc chở con máy cháy của tôi ra, đấy là lúc đấy là cũng 11 giờ đêm rồi mọi người. Đấy, bắt đầu này 11 giờ đêm bắt đầu này đánh máy ra hai con máy, tôi đánh con máy của tôi lái ra, còn một em nữa đi bãi cát thì đánh ra cứu hộ. Cứu hộ xong và thế này nữa, để tôi kể cho thế này nữa, thì ông anh có con máy 140 ấy, thì ông hôm lúc bảo thì ông phi ô tô ra ông xem nó thụt lầy thế nào. Đấy, thì ông nghe nói một câu lúc mà chưa đánh máy ra, lúc thì ông bảo là thằng Vinh ấy mà điều hai con máy này ra mà cứu được con xe phọc và con máy cháy này lên đấy thì tao bú cuội cho thằng Vinh. Mà đúng lúc đấy là rất là đông anh em mọi người, vì lúc ấy con máy xe phọc nó rẻ lúc đấy, rất là đông anh em ở đấy chứng kiến. Thế thì tôi đánh máy ra là tôi làm cái bệ, máy tôi đứng sau, tôi chống đường ben vào sát cái đít xe phọc, cái xe phọc thì đít nó dày không, thì tôi làm bệ thì đứng thật vuông góc, tay cần vuông góc, tay cần vuông góc, bắt đầu tôi đỡ, tôi vừa đỡ và tôi vừa vừa kéo, vừa đỡ vừa kéo vừa đưa. Mà con máy cháy là vẫn ở trên phòng nhé, còn con máy 140 thì móc cáp ở đường đầu kéo. Thế là tôi tính làm một phát lên luôn thì đỡ mất đâu khoảng một lúc là lên. Thế thì lúc ấy thì nó thẳng như là mình nhờ máy của ông anh, thì ông anh bảo thế là lúc là ông anh bảo thế đó, mà thằng Vinh mẹ điều hai con máy này ra mà kéo được con máy lên lên thì tao cú buổi cho thằng Vinh. Lúc bác nói thế, nhưng mà lúc mình thì mình nhờ bác ấy, lúc bác bảo thế, lúc mà mình kéo lên rồi thì mình cũng không trách gì bác cả, vì anh tính tình anh như thế mà anh ấy hay bốc đồng, anh hay bảo đấy. Có vợ mình ở đấy không? Thế vợ về và tôi về kể lại chuyện với bà nội, thì bà nội làm một câu bảo là ô thế anh ấy mút mùi cho thằng Vinh chưa? Đấy, hai vợ chồng mình cười phải thôi, anh ấy cho mình mượn máy ấy thì tôi ấy nghĩ lại xin việc anh nói này, anh nói thế thì tôi kéo máy lên xong thì này đến cái đoạn đánh ra đường bê tông mới đổ được một tháng ra đấy, bắt đầu người ta 1 giờ đêm người ta chặn, dân chặn không cho đi đấy, dân chặn không cho đi. Thế cái ông anh mà chung máy cổ phần với mình ấy, cả vợ anh ấy nữa, thì vợ anh cũng quỳ xuống lạy này, thôi máy nó đã cháy rồi cho bọn em chở máy ra, vì đường đã đổ đường tháng rồi thì bắt đầu là mới cho qua đấy, không thì 1 giờ đêm còn chặn đường không cho máy chở, không cho xe phòng chở máy ra. Đấy, cái vụ đấy là tôi tổng thiệt hại gọi là tiền vay tiền mượn là đi bùi hết là anh em ạ. Thế thì về nhà thì bạn bè anh em chơi với nhau thì bảo là thôi
đi thay người. Tôi chú xem tìm theo có ý, tìm thấy con máy nào mua máy khác. Có gì là anh em hỗ trợ. Thì anh em động viên bảo thế. Tôi dòng dùng sang cái dòng nguyên đài solar, chán hay bị dặn sắt xi với dặn cần. Thì bắt đầu tôi bảo trời mẹ sang dòng máy Nhật. Thế là tôi đi xem mua con Hitachi cũng 170. Mua con Hitachi 170 anh em ạ. Thế là cho lên nhà máy lấu quặng ở trên khu công nghiệp Trúc Mai ở La Hiền đi. Tôi cổ phần với lại một ông bạn. Tôi cổ phần với một ông bạn ở đây là máy của mình là chỉ có một thợ thôi, nhưng mà giám đốc nhà máy thì lại điều một người nó lái làm lật máy của mình. Lật máy của mình mà máy lật đấy là mua làm bảo hiểm, đăng ký đăng viết mua miết hết bảo hiểm 2 năm luôn. Đấy, làm bảo hiểm bảo hiếc rồi đấy, thì đợt đấy thì nhà máy lại có ý định mua lại con máy đấy. Thì đợt đấy mình mới bảo với thằng bạn để tao tranh thủ tao kiếm tí bây giờ mua mấy năm ấy thì nó không mấy gì. Thế thì sau thì lúc nhà máy mua máy thì bắt đầu lại đẩy máy mình ra, thế loanh quanh là một năm, làm hơn năm thì máy không có việc thì chán thì bán thì lỗ. Và con Hitachi đấy mua 1.25 tỷ mà lúc bán để đắp chiếu mấy tháng bán còn có 650. Đấy. 650 xong rồi lại mua con Komatsu. Đồng thời trong vòng khoảng 2-3 tháng lúc mua con Hitachi thì mua luôn cả con Komatsu cũng cổ phần một anh nữa. Mà đúng là chơi vào dòng Hitachi với dòng Komatsu sau bán máy lỗ lắm, lỗ một lửa tiền luôn. Con Komatsu mua 1 tỷ cũng 170, sau bán được có 450, còn Hitachi thì sau bán được 650. Thế mà tôi mua hai con máy này tôi lỗ mất 4 tỷ anh em ạ. Chán hẳn luôn. Thế xong lúc bây giờ tôi xoay sang dùng DX Đô San. Thì con DX Đô San này là con thứ ba tôi sở hữu. Thì làm DX Đô San này rất là sướng anh em ạ. Thì mình cứ nhận việc gì mình làm đấy thôi, bây giờ không phải vay mượn gì nữa thì làm đồng nào kiếm đồng đấy. Đấy, chương trình nó là như thế bạn ạ. Đấy, công việc làm máy xúc của tôi nó vất vả, gian nan, gian truân như thế đấy anh em ạ. Anh em xem video tâm sự mà thấy thích thì hãy like và chia sẻ nhé. Nhớ follow để theo dõi nhé.